Hello, Dậm xin mến chào quý vị nha. Chào mừng đại gia đình đã đến với kênh YouTube Kể Chuyện Ngọc Family Channel. Lời nói đầu tiên xin cho em được mến chúc sức khỏe và chúc quý vị một ngày thật là nhiều niềm vui nha quý vị. Thì đến với chương trình Kể Chuyện hôm nay, em xin phép được gửi đến quý vị một cái câu chuyện bệnh hoạn hết mức mà em đã từng kể trong nhiều cái clip trước đó quý vị. Quý vị nào có chưa có xem á thì nhớ bấm vô xem quý vị. Quý vị ơi, clip này hay lắm. Đàn bà không có chồng, lần đầu làm chuyện ấy với con chó bé rê mà em đã từng kể trong mấy clip trước á. Thì được 3 triệu mấy người lượt xem lận, rất là nhiều lượt comment. Tao nói gắt, người ta khen em dữ lắm luôn. Câu chuyện này á, nó là một câu chuyện có thật của em và con chó bẹt rê mà em đang nuôi nha quý vị. Thì ngày hôm nay nối tiếp theo cái video đó, em muốn làm tập 2 chấn động hơn tập 1. Tập 1 là tập hôm bữa em đặt cái tiêu đề là lần đầu làm chuyện ấy với con chó bẹt rê bệnh hoạn hết mức. Tập này em đặt là có đau hay không. Đó, thì theo quý vị nghĩ là có hay không thì em xin phép được kể quý vị nghe. Những câu chuyện lạ như vậy là độc nhất vô nhị, chỉ có một mình em dám kể quý vị ơi. Không có một người phụ nữ nào mà người Việt Nam nha, còn người nước ngoài em không có tính, dám kể chuyện một người đàn bà và con chó bé rê như em hết quý vị ơi. Trời ơi, bà con ta nói khen em nức nở luôn. Trời ơi, người ta khen em người đàn bà có nết nè, hiền phúc hậu, thương động vật, đến nỗi thương con chó, đến nỗi mà lần đầu làm thì có đau hay không. Thì em xin phép làm tập 2 này ha. Mình mời quý vị cùng lắng nghe để coi tập 2 nó có cái gì hay hơn tập 1 quý vị ơi. Thưa quý vị, một người đàn bà không có chồng giống như em, cô đơn trong căn nhà, ban đêm rất là sợ ăn trộm nó vô nhà, cho nên là em mới mua con chó bét rê về em nuôi để cho nó coi nhà cho em. Đó là một cái điều hết sức bình thường. Nhưng cái điều mà mình nói bệnh hoạn hết mức mà người ta hay nói em á, là cái con bệnh hoạn hết mức là người ta khen em đó quý vị. Ta khen nó chứ phải chơi đâu. Thì á, cái chuyện mà mình nói ra này chưa chắc là ai mà dám nghe hết cái chuyện này. Những người mà người ta dám nghe hết chuyện này là những người rất là can đảm, rất là thông minh. Người ta có cái gu mặn giống em, cho nên người ta thích nghe cái chuyện của em. Cho nên là bữa nay em kể chuyện 2 này nó mặn hơn cái chuyện 1 rất nhiều luôn. Có đau hay không là nghe ba cái chữ đó thôi là thấy là da gà mình bắt đầu nó nổi lên, giật mình quý vị. Không thể ngờ luôn, chuyện này có thiệt hay không. Có thiệt chứ. Tại vì tánh của em nó hiền lắm. Có sao thì em nói vậy, em không có biết nói thêm nó bớt gì quý vị ơi. Tội nghiệp em lắm. Em ở trong nhà em buồn quá, em mới lấy hết tiền em mua con chó bẹt rê mà em kể quý vị nghe, con chó 2.000 euro đó. Em nuôi đến khi nó 2 tuổi thì á, em mới thấy chứ bây giờ á, mình coi như mình muốn làm cái chuyện này mà làm chuyện ấy đó quý vị. Mà làm chuyện ấy á, thì đôi khi á, mình không có biết làm như thế nào ra sao. Cái em mới hỏi bạn bè em, nó tụi nó lắc đầu không, tụi nó nói đó giờ tao đâu có làm đâu, tao biết. Cái em mới nói trời, vậy tao lên Google tao search làm chuyện ấy, làm chuyện ấy, thì cũng không có ai mà chỉ cho mình cặn kẽ chi tiết hết. Cái em mới nghĩ trong bụng em, chứ bây giờ á, mình chỉ có một lần để sống thôi, cho nên là mình hãy làm những gì mình thích, mình muốn, để khi mình chết mình không có hối tiếc, mình không có tiếc nuối những gì mình đã làm. Cho nên em quyết định là em sẽ làm chuyện đó. Và mình nghĩ là mình làm, nhưng mình cũng sợ không biết mình làm rồi nó đau, không biết là nó có cắn mình không nữa. Tại vì mình làm chuyện ấy đó, thì nhiều khi lần đầu mình làm mình không có kinh nghiệm, mình không có biết cách, thì mình có làm nó đau hay không. Mà liệu nó con chó mà nó đau rồi nó quay lại nó cắn lại mình đó. Tại vì người ta có câu á, không được dồn con chó vô bức tường. Tại vì mình dồn con chó vô bức tường mà mình quánh nó thì nó sẽ cắn mình. Còn cái này mình không có quánh mà mình làm chuyện ấy. Thì cái chuyện này á, không phải ai cũng dám nói ra quý vị. Tại vì cái chuyện của em nó lạ lắm, nó lạ lùng lắm, nó ngộ lắm. Mà ai mà nghe xong là người ta khen em, nghe xong hết câu chuyện người ta khen em dữ lắm luôn quý vị. Để em kể quý vị nghe. Cái em mới nghĩ chứ bây giờ á, lần đầu mình làm mình không có kinh nghiệm, thôi kệ đó mình làm đi. Rồi lần thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5, thứ 6, thứ 7, thứ 8, thứ 9, thứ 10, thứ N, thứ 100 thì mình sẽ có kinh nghiệm, lúc đó là mình sẽ thành giỏi, super đó quý vị, super đó, ở đây gọi là super đó quý vị. Thì bắt đầu là em quyết định
là em sẽ đi vô trong siêu thị để em mua dụng cụ, đồ nghề, đồ bao nhiêu tiền em cũng mua, mắc rẻ gì cũng mua luôn. Tại vì không có những cái dụng cụ này thì không thể nào làm chuyện đó được. Ngộ lắm. Tại em nghe nó như không có ai chỉ nè, nhưng mà em nghĩ trong bụng em á là phải có cái dụng cụ này. Đó, dụng cụ này, dụng cụ nọ vậy đó. Thì cái bữa hôm đó ở nhà em á thì mấy đứa nhỏ đi học rồi. Thì buổi trưa hôm đó đó em quyết định là em sẽ làm chuyện đó. Trước khi em làm chuyện này á, em mới dắt con chó Bẹt Rê lại, em mới nói: "À, Bẹt Rê ơi, tại mình coi con chó như con mình vậy đó. Mình thương, mình cưng, mình chiều dữ lắm luôn. Muốn ăn thịt gà có thịt gà, muốn ăn thịt bò có thịt bò, muốn ăn xương heo có xương heo." Cái em mới nói em: "Lần đầu tiên tao làm thì nói thiệt với mày là tao cũng không biết là phải làm sao, làm thế nào hết. Nhưng mà tao nghĩ là bây giờ á, tao làm mà tao lỡ mà có bị đau hay gì mày đừng cắn tao nha. Con chó đâu có hiểu tiếng người." Nhưng mà đại khái là em cũng tâm sự một cái vài điều, em cũng băn khoăn lo lắng. Biết đâu được, nó nhìn cái mặt, nó nghe giọng nói, nó hiểu mình muốn nói cái gì, nó thông cảm, nó thấu hiểu cho cái nỗi lòng của mình, thấy không? Tại vì mình là muốn làm một cái chuyện mà từ trước đến giờ mình chưa có làm bao giờ. Tại vì từ hồi em mua con chó đến bây giờ, nói thiệt quý vị, em chưa có dám làm. Có nhiều người nói là tại sao không làm mà đợi tới 2 năm mới làm. Thiệt quý vị, trời ơi, mình đâu có biết làm sao đâu mà làm cái chuyện này. Cái chuyện này là phải có kinh nghiệm làm mới được, không có kinh nghiệm làm lớ quá, nó đau, nó cắn à. Cái bắt đầu cái em mới nghĩ chứ trời ơi, nhiều người nói tại sao mà nuôi con chó đến 2 năm mới làm, tại sao không làm lúc mà nó 1-2 tháng, 3-4 tháng, 6 tháng gì đó. Trời ơi, nó còn nhỏ xíu mà sao làm được, em phải đợi nó lớn lên rồi mình mới làm. Ngộ lắm. Thì bữa nay là con chó nó được 2 tuổi, là em nghĩ là đây là thời cơ chín mùi để mình làm chuyện đó. Thế là em mới dắt con chó vô nhà tắm. Thì em cũng đi vô nhà tắm theo nó, nhưng mà em cũng dắt cái dây để cái cổ của nó, dây dắt chó đó quý vị, em không có gỡ ra. Tại vì mình làm chuyện đó mình phải giữ cái dây của nó, chứ nếu không mà nó chạy mất rồi, đang làm nó chạy mất rồi làm sao. Mình làm với ai? Mình làm phải con mình với con chó mới làm được, còn mình làm mình làm không được. Cái em dắt con chó vô trong đó. Rồi con chó nó sợ em, tao nói cái lỗ tai nó sụp hết trơn hết trọi, nó sợ quá sợ luôn. Cái em nói mày bình tĩnh đi, chuyện đâu còn có đó, lần đầu mình không có kinh nghiệm, từ từ mình sẽ có kinh nghiệm. Ngồi đây, cái em kêu ngồi, cái nó ngồi. Quý vị, chỗ chó khôn, chó nuôi kêu ngồi ngồi liền. Cái em lấy khăn, em chuẩn bị chân chọi. Cái em lấy dụng cụ đồ nghề hồi sáng em mua đó quý vị. Em lấy, em mới mở dụng cụ của em ra. Quý vị, trong đó có gì không? Xà bông tắm nè, băng chải nè. Cái em xịt một cái lớp xà bông lên người con chó. Cái em lấy hai nước nóng em xịt lên, rồi em lấy băng chải em chà chà. Trời đất, coi con chó nó dơ. Ta nói xịt tính đâu là nước á, mà nó đen thù lùi luôn á quý vị. Con chó nó dơ 2 năm mà không tắm, nó dơ như vậy đó. Rồi mình cứ tắm, mình chà một hồi. Ta nói con chó nó từ màu nâu mà thành màu trắng luôn. Con chó em nó trắng sạch sẽ luôn. Ta nói nó gị, em gị nó lại thấy bà nội luôn. Nó cứ chà gì nè, nó sợ quá. Tại lần đầu mình tắm chó mà mình đâu có kinh nghiệm. Mình cứ gị nó lại bằng cái dây dích chó thì nó cứ chạy riết. Mình cứ gị lại, trời ơi, một hồi em muốn đuối sức luôn quý vị. Ta nói nó lắc một hồi lông, nó văng nước rồi tới người của con chó mà mình tắm nãy giờ. Trời, nó văng lên đầy lên đầu con tóc mình. Một hồi mình phải tắm lợi quý vị. Trời ơi, nó hôi. 2 năm mà không tắm con chó, nó hôi biết chừng nào luôn. Có nhiều bà con nói tại sao mà nuôi chó mà đợi tới 2 năm mới tắm chó. Thì mình phải đợi nó lớn mình mới tắm chứ, nó còn nhỏ nó thơm mùi chó mà đâu cần tắm làm chi. Đó, em đợi chừng nào nó lớn em mới tắm, khổ lắm quý vị. Trời ơi, làm lần đầu làm chuyện ấy với con chó, tao nói kiệt sức luôn. Không biết con chó nó có đau hay không mà em tắm nó chạy. Chắc em nghĩ là chắc có đau, chắc bằng chải bằng sắt á. Mình chà cho cái lông, mấy cái lông cũ nó rớt ra rồi nó mọc cái lông mới đó. Thì nãy giờ em kể quý vị nghe chỉ là câu chuyện tắm chó thôi, có vậy thôi đó. Trời ơi, bà con trên mạng tao nói chửi muốn chập cái mạng nhện luôn quý vị. Trời ơi, quá trời quá đất luôn. Thì đây là một cái câu chuyện em kể chuyện tiếu lâm vui, nhưng mà có thiệt nha quý vị. Em có thiệt nha, em có nuôi cái Bẹt Rê rất là bự. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những clip tiếp theo. Xin chào.